ngọt ngào anh em ạ. Đây là một cái bản 150cc Sankawa Turbo thể thao anh em nhé. Di ga em cho cậu nghe này. Bản này mình đang bán với giá là 35 triệu nhưng mà thêm cái chắn bùn này là thêm 2 triệu, gói này là 37 triệu, thêm cả chắn bùn. Đèn có cốt pha, có nhan trước sau anh em nhé, có cặp. Sau hết đầy đủ hết. Chỉ tội là không có giấy để mà tham gia giao thông. Nói chung là đủ điều kiện để anh em có thể tham gia giao thông, nhưng mà Việt Nam mình hơi khó khăn một chút. Nhưng mà cái gì cũng dễ dàng quá thì nói làm gì anh em nhỉ. Đấy, phanh trước sau, đèn nhan trước sau hết. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu mà anh em có ý định lấy hoặc là thích một chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì mình nói trước luôn là nhiều anh em hay hỏi là bảo cái xe này có đăng ký được không, có ra bảng số được không. Mình cũng xin thưa luôn là cái xe này ở Việt Nam mình chưa cho phép đăng ký và không thể lưu thông trên đường, trừ một số người đặc biệt, ví dụ như là anh em cơ to hoặc là anh em kém may mắn bị đau chân hoặc là bị thương tật ở chân chẳng hạn, ví dụ như thế thì anh em có thể chạy trên đường thoải mái. Đấy. Cảm ơn anh em theo dõi. Hoàng Thống ATV cảm ơn anh em.